Vâng, và kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình, Thanh Tùng cũng muốn xin phép gửi tặng tất cả quý vị với một lớp trích đoạn của Cố Xuân Giàu Diễn Châu, bài hát được mang tên Phạm Lại Tây Thi. Cảm ơn tình lọc của thương của chị Tiên trong gia đình. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều.